bác rút nước ra thay nước mới để hạn chế hay là hạ thấp được cái nguồn bệnh. Cái thứ hai nữa là chúng ta phun cái thuốc đặc trị ngay lúc này, thì trong trường hợp này thì anh có thể sử dụng ba su hoặc là biomycin đều được. Và để chủng ngừa các cái bệnh hại bên cạnh cái cháy vì lá là lên lớp hạt, đôm của bông và cái khô vằn về sau, thì anh có thể kết hợp cái chu bê ca để chúng ta đạt được cái chủng ngừa các đối tượng bệnh về sau. Dạ, xin cảm ơn ý kiến tư vấn của thạc sĩ Trần Thị Bích Trân, và xin kính nhờ phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Kim tư vấn cho câu hỏi của chú Lý Tuấn Kiệt ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Chú hỏi là trước xạ thì tôi làm đất bằng phẳng rải vôi 10 kg trên một công, vậy có ngăn ngừa được vi khuẩn sau này hay không ạ? Dạ, thưa anh Kiệt, thì anh đã làm vậy là rất tốt, anh giết con vi khuẩn ở trong ruộng cho nên là nó sẽ ít có cơ hội gây hại. Nhưng mà ở ngoài sông rạch á, thì cũng vẫn còn vi khuẩn nữa, cho nên khi anh đưa vào thì nó vẫn có thể gây hại. Cái quan trọng là anh làm sao cho ruộng lúa anh đừng bị thối rễ thì con vi khuẩn nó sẽ không gây hại. Xin chào. Dạ, xin cảm ơn phần tư vấn của phó giáo sư. Xin nhờ thạc sĩ Trần Thị Bích Trân tư vấn cho câu hỏi của chú Đỗ Quốc Dũng ở Cầu Kè, Trà Vinh. Chú hỏi là có cái cơ chế tác động nào mà khi bón phân đón đồng sau 2 ngày tôi phun một cử Flasti thì thấy đồng to, khi trổ thì bông dài ạ? Xin chào anh Dũng. Bằng cái cơ chế đó là một cái hormone tăng trưởng sinh học. Bình thường trong cây lúa của chúng ta nó cũng đã có cái hormone tăng trưởng sinh học này, là nó giúp cho cái cây lúa của chúng ta phát triển những cái phần non, tức là nó nhân lên cái tế bào khi mà nó tạo nên cái đồng lúa. Và khi anh tác động cái lacti, tức là anh đang tăng cường cho cái việc tạo cái tế bào này. Và như vậy thì nếu anh sử dụng đúng, có nghĩa là lúc mà cây lúa tượng cái bùi nhùi, tượng cái tim đèn, anh phun cái lacti trước và sau đó anh xử lý cái phân bón, thì tổng lực của cái phần dinh dưỡng và cái phần tự nhiên của cây sẽ giúp đẩy cái đồng lúa của chúng ta phát triển vượt bậc hơn, từ đó mà anh có được cái đồng lúa phát triển sớm, to hơn, dài hơn. Dạ, xin cảm ơn ý kiến tư vấn của thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Và xin nhờ phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Kim tư vấn cho câu hỏi của chú Sơn Đức Thành ở Thành Trị, Sóc Trăng. Chú hỏi là vòng đời của bệnh đậu ôn từ chấm kim cho đến mắt én là bao nhiêu ngày, và từ mắt én dẫn đến sụp mặt là bao nhiêu ngày, cùng với cách điều trị ạ? Thưa anh Thành, thưa bà con, thì bây giờ cái từ cái chấm kim mà cho tới cái mắt én á, thì tùy theo lúa có thể từ 2 tới 3 ngày, và thậm chí là có thể trong một ngày là nó đã hình thành lên cái mắt én. Và nếu mà cái giống lúa nhiễm rồi bón phân đạm cao, rồi từ đó cho tới khi sụp mặt cũng tùy theo cái hoàn cảnh của ruộng. Những cái chỗ trũng mà có bị thối gốc thì nó sụp mặt trong vòng chừng lối 4-5 ngày là nó sụp mặt rồi nha. Thành ra bệnh đạo ôn nó tấn công rất là nhanh. Những cái chỗ trũng thành ra cái chỗ đó là cái chỗ mà bệnh phát triển rất là nặng, mà cũng sụp mặt là ở chỗ mấy chỗ trũng. Xin kính chào anh. Dạ, xin cảm ơn phó giáo sư. Thưa thạc sĩ Trần Thị Bích Trân, cùng với câu hỏi về bệnh đạo ôn thì chú Võ Văn Hoàng ở Trà Vinh cũng có hỏi là lúa bị bệnh đạo ôn sụp mặt, xin hỏi công ty có loại thuốc nào điều trị hay không, và cách xử lý cụ thể giúp cho chú ạ. Xin chào anh Hoàng. Trong trường hợp mà đạo ôn sụp mặt và thường là có kết hợp cái vi khuẩn thối, coi như là thối gốc nữa, thì chúng tôi có coi như là 3 bước chính. Bước thứ nhất là anh phải rút được cái nước ra. Bước này rất là quan trọng, rút được cái nước ra và thay cái nước mới. Bước thứ hai là chúng ta rải vôi lên cho cái cây lúa. Trong trường hợp tôi nói là có kết hợp mà cái vi khuẩn thối gốc nha. Và bước thứ ba, có nghĩa là sau khi rải vôi như vậy thì khoảng 2 ngày thì chúng ta phun thuốc bên trên, là phun kết hợp giữa cái Travin và cái Basu. Thì chúng ta cộng thêm nữa cái Lacti, bởi vì trong lúc này Lacti sẽ giúp cường lực cho cây lúa phục hồi nhanh sau bệnh, phát triển ra lá mới. Và như vậy thì sau khoảng 5 ngày anh phun lại lần thứ hai để đảm bảo cái việc là chúng ta ngăn chặn cái bệnh, để chúng ta rải phân để lúa phát triển lại bình thường. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ ạ. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Kim, nhờ phó giáo sư tư vấn cho chú Lê Minh Hoàng ở Mỹ Tú, Sóc Trăng. Chú hỏi là trường hợp mà ruộng bị nhện giá và sâu cuốn lá gây hại, thì vậy đây có phải là điều kiện tốt để cho vi khuẩn gây hại trên lúa hay không ạ? Dạ, thưa anh Hoàng, thì cái nhện giá nè, rồi sâu cuốn lá là nó mở cửa cho các loại vi khuẩn gây hại.
sau cuốn lá cắn trên lá thì nó mở cửa cho cái con vi khuẩn gây bệnh trái bìa lá. Còn cái con nhện vé ở trong này thì nó có thể là mở cửa cho các cái con vi khuẩn gây thối thân mà thối nâu á, trên cây lúa. Đó là một số ý kiến cùng anh. Xin kính chào anh. Dạ, xin cảm ơn phó giáo sư. Nhờ thạc sĩ Trần Thị Bích Trân tư vấn cho câu hỏi của chú Tăng Quang Minh ở thành trị Sóc Trăng. Chú hỏi là lúa 30 ngày đang bị bệnh thối thân vi khuẩn nên dùng ba su hay là biomycin để trị. Xin hỏi là thuốc này có phun chung với Vasti được không? Hướng dẫn cho tôi cách sử dụng cụ thể ạ. Anh Minh thân mến, trường hợp này điều quan trọng nhất tôi muốn nhắc lại đó là anh phải thay cho bằng được cái nước, đó mới là tiên quyết. Rồi cái anh mới sử dụng cái thuốc ba su hoặc biomycin đều được. Và sau đó chúng ta trong một mùa vụ nếu mà có xảy ra các cái bệnh do vi khuẩn thì chúng ta nên luân phiên cái thuốc này. Nó sẽ giải quyết được vấn đề trên ruộng của anh. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Trân. Và xin nhờ phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Kim tư vấn cho chú Nguyễn Hoàng Khang ở Cái Bè, Tiền Giang. Chú hỏi là có cách nào để phát hiện sớm vi khuẩn trên lúa hay không? Và mùa mưa thì đạo ôn và vi khuẩn loại nào bộc phát nhanh hơn ạ? Dạ, thưa anh Khang, thì không có cách nào mà phát hiện sớm, mà chỉ có cái quan đi theo dõi đồng ruộng thường xuyên để phát hiện thôi nha. Còn đạo ôn với vi khuẩn thì tôi nghĩ là tùy theo loại. Nếu mà đối với lại cái vi khuẩn mà thối gốc á, thì nó rất là nhanh, nó rất là nhanh. Nhưng mà nói chung á, bệnh đạo ôn là cái bệnh mà nó phát triển nhanh nhất trong các cái bệnh. Và nhất là trong điều kiện mùa mưa thì bệnh đạo ôn cũng phát triển rất là nhanh. Dạ, xin cảm ơn phó giáo sư ạ. Nhờ thạc sĩ Trần Thị Bích Trân tư vấn cho chú Nguyễn Văn Đượm ở Kiên Giang. Chú hỏi là lúa 10 ngày nhưng với thời tiết mưa dầm, lúa lên yếu và đẻ nhánh ít. Xin hỏi là phải dùng thuốc gì cho hiệu quả ạ? Anh Đượm thân mến, thì tôi muốn nhờ anh Nhật, ruộng của anh thực tế là có gặp trường hợp như anh Đượm không? Và anh có thể chia sẻ kinh nghiệm với anh Đượm. Theo với tôi thì cũng có cái trường hợp này. Nếu mà 10 ngày mình còn bị mưa dầm ngập nước, lúa thì phải yếu. Thôi thì mình để 3-4 ngày nữa, khoảng cỡ 15-16 ngày nước rút rồi mình sẽ sử dụng Lati, có thể là nó tăng cái sức để mà khỏe nó của cây lúa nó lên. Rồi, như vậy thì anh Nhật thì nói là đợi 15-16 ngày nước rút và xử lý Lati. Theo tôi thì đúng là chúng ta cần nước rút, nhưng mà nếu nước không tự rút thì chúng ta phải rút cho được cái nước ra. Điều quan trọng, rất là quan trọng, sau đó mới tới cái chuyện thuốc. Bởi vì nếu mà cây lúa nó cứ ngập ở cái trong nước như vậy thì nếu mà có tượng được cái nhánh, tức là tượng được cái cửa gà rồi mà nó vẫn không thể bung lên được thì như vậy là cũng không, thuốc cũng không làm được gì. Do đó mà chúng ta cần phải rút được nước ra rồi chúng ta phun thuốc, thì cái lá ti lúc này làm cho cái lúa chúng ta tăng cường sức sống và nó sẽ phát triển được cái chồi con tương đồng với chồi mẹ. Xin cảm ơn phần tư vấn của thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Kim, nhờ phó giáo sư tư vấn cho chú Trần Văn Sái ở Châu Thành, Sóc Trăng. Chú hỏi là vì sao lúa bị ngộ độc phèn hữu cơ thì chỗ đó bị đạo ôn vi khuẩn nhiều, chỉ cho chú cái cách phòng trị ạ. Thưa anh Sái, khi mà bị ngộ độc phèn hoặc là bị ngộ độc hữu cơ, cái bộ rễ lúa nó bị hư cho nên nó không hấp thu đủ dinh dưỡng, do đó cây lúa rất là suy yếu. Và điều kiện này thì rất là dễ bị các cái bệnh nó gây hại là một. Cái thứ hai nữa, rễ mà bị hư á, thì cũng là cái cơ hội để cho con vi khuẩn cây thối gốc nó chui vào, nó gây hại. Thì bây giờ là phòng trị như thế nào? Bây giờ tốt nhất là nên phòng chứ đừng trị. Thì bây giờ là chúng ta thường xuyên trong ruộng chúng ta thường xuyên tháo cạn nước ra rồi cho nước mới vô, hay là gọi là thay nước á. Ruộng cũng nên là đánh rãnh để khi mà tháo cạn nước chúng ta chắc cái chất độc ra. Thì trước khi làm đất, thì nếu mà có phèn, ruộng có phèn, trước khi làm đất cho nước vô, ngâm một đêm, tháo nước ra, rồi cho nước mới làm đất. Thì khi tháo ra vậy chúng ta tháo phèn ra. Rồi trong vụ lúa 15 ngày và 25 ngày là hai cái thời điểm anh nên khai cạn nước ra nha. Và quan sát rễ, nếu mà thấy rễ thúi đen nữa thì sau khi khai cạn nước ra nên rải vôi 20kg vôi công, rồi đưa nước mới vào rồi tiếp tục làm. Thì như vậy là chúng ta giải quyết được cái ngộ độc phèn, giải quyết được ngộ độc hữu cơ thì các cái bệnh kia cũng sẽ ít hơn.
thì đó là một số ý kiến cùng anh. Tôi xin kính chào. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư. Xin nhờ Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân tư vấn cho câu hỏi của nhà nông Trần Văn Lê ở Gò Quao, Kiên Giang. Với câu hỏi là lúc lúa trổ 50% thì tôi xịt Chubica cộng Biomycin để ngừa bệnh lép vàng có được hay không ạ? Phần trước của chương trình, phần đầu chương trình thì Phó Giáo sư Phạm Minh Kim đã tư vấn. Như vậy thì anh hoàn toàn có thể áp dụng cách này. Xin nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim tư vấn cho câu hỏi của chú Lê Văn Hiệp ở Tháp 10 Đồng Tháp. Chú hỏi là canh tác với thời kỳ chính vụ mùa mưa thì đậu ôn vi khuẩn với thêm cái nữa là côn trùng nữa thì mình nên quan tâm về cái nào nhiều hơn ạ? Dạ, thưa anh Hiệp, anh cần quan tâm cái đậu ôn và cái vi khuẩn. Còn côn trùng khi nào mình phát hiện ra có ở mức độ cao thì mình mới phun thuốc trị. Xin kính chào anh. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư ạ. Xin nhờ Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân tư vấn cho câu hỏi của chú Bùi Văn Ẩn ở Tiền Giang. Chú hỏi là lúa đang trổ lẹt xẹt có triệu chứng bị bệnh do vi khuẩn, vậy có cần phun thuốc đặc trị hay không? Hay là chỉ cần xịt Chubica thôi ạ? Anh Ẩn thân mến, Chubica là chúng tôi khuyến cáo chúng ta chủng ngừa khi mà chưa có xuất hiện bệnh. Khi mà ruộng đã có xuất hiện bệnh, chúng ta nên sử dụng thuốc đặc trị. Và để quản lý phần còn lại thì anh có thể kết hợp cái thuốc đặc trị, tức là anh có thể kết hợp Biomycin cộng với Chubica. Để một mặt là Biomycin sẽ giúp cho chúng ta trị được cái bệnh trước mắt, là cái vi khuẩn trước mắt. Và một mặt nữa là Chubica sẽ giúp cho anh chủng ngừa các cái bệnh hại khác bên cạnh cái tác nhân là vi khuẩn. Và có thể giúp cho cái ruộng chậm tái phát bệnh, kéo dài thời gian là khoảng 7 đến 10 ngày sau, so với bình thường là 3 đến 5 ngày có thể tái phát. Dạ, xin cảm ơn Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Kính thưa quý khán giả, cùng với bà con, do thời lượng của chương trình có hạn nên đến đây thì xin được khép lại phần giao lưu giữa bà con với các nhà khoa học tại đây. Và với những câu hỏi mà chúng tôi chưa thể giải đáp được thì nhân viên kỹ thuật của công ty Tân Thành sẽ gọi điện thoại để tư vấn cho bà con thông qua số điện thoại mà bà con đã gọi đến. Và trong quá trình canh tác thì nếu như bà con gặp khó khăn gì thì xin mời bà con hãy gọi điện thoại về số điện thoại tổng đài là 1800 1083 để được giải đáp. Thưa bà con, như đã nói ở đầu chương trình thì ở phần cuối này chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh kỳ thú về các loại cây trồng quen thuộc mà bà con đã biết, nhưng mà hiển nhiên là nó sẽ rất là khác thường, giống như bà con từng thấy rồi, nên chúng tôi mới giới thiệu. Và điểm khác biệt là như thế nào thì xin mời bà con sẽ đến với phóng sự sau đây để biết. Bà con nông dân thân mến, dừa là cây trồng rất quen thuộc ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và ở Sóc Trăng, diện tích trồng dừa là trên 3.500 hectare. Và hôm nay liên quan đến cây dừa, Ngọc Dung sẽ không nói đến biện pháp canh tác hay là hiệu quả kinh tế của cây dừa, mà Ngọc Dung sẽ giới thiệu đến bà con hình ảnh rất kỳ thú về cây dừa. Đó là hình ảnh gì? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Hàng dừa ven sông là hình ảnh thường gặp ở nhiều làng quê Nam Bộ. Vậy có gì khác thường? Hãy chú ý quan sát trên ngọn dừa, quý khán giả sẽ phát hiện ra hình ảnh lạ mắt, đó là cây dừa có hai ngọn. Chủ nhân của cây dừa hai ngọn này là ông Lê Văn Chính ở ấp Mỹ An, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành. Ông có hơn 10 công đất tầm lớn chuyên canh cây dừa với trên 300 gốc. Duy chỉ có cây dừa này là hai ngọn. Dừa này giống gì hả chú? Dừa giống dừa địa phương. Dạ, mình trồng được bao lâu? Mình trồng khoảng hơn 10 năm rồi. Dạ. Cái dừa này mới lên thì nó đã hai ngọn hay là trồng được khoảng thời gian rồi nó mới... Trồng khoảng thời gian này nó bị con trùng phá hoại, nó sống lại nó mới trẻ thành hai ngọn. Như vậy thì cây dừa này có cho năng suất như thế nào so với những cây dừa khác hả chú? Bây giờ nó chưa ổn định nhưng mà hy vọng năng suất nó hơn cây dừa bình thường. Tại vì nó có hai ngọn, nó có hai ngọn. Thành ra trái hy vọng nó nhiều hơn. Ngoài cây dừa hai ngọn này thì Ngọc Dung còn giới thiệu đến quý vị và các bạn một hình ảnh thú vị khác nữa. Chúng ta cùng đi tiếp nhé. Chúng ta cùng theo dõi hình ảnh thú vị tiếp theo là gì? Sóc Trăng có diện tích trồng mía tập trung trên 11.000 hectare và rất nhiều hộ ở vùng nông thôn đã tận dụng bờ liếp hoặc là vùng đất trống quanh nhà để trồng vài khóm mía. Và câu chuyện lạ về cây mía cũng bắt đầu từ khóm mía quanh nhà.
Đầu năm 2014, cháu ông Dương Văn Hoàng ở ấp Mỹ Đức, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành sinh 3 đến 4 cây mía măng, giống gò cát, cao 5 đến 6 tấc, từ khóm mía của người thân trong xóm về trồng kế bên cây dừa. Vài tháng sau, chỉ duy nhất một cây mía còn sống và phát triển mạnh. Mỗi lần tới đợt bón phân cho lúa, cháu ông rải cho cây mía này một nắm phân. Cây mía cao dần lên, thấy lạ, cháu ông cặm cây làm giá đỡ cho mía, và hơn một năm cây mía cao hơn thân cây dừa. Cho nên, cháu ông dùng ngọn dừa làm điểm tựa. Hiện cây mía được 14 tháng, chưa có dấu hiệu ngừng phát triển. Ông Hoàng bộc bạch, đã 90 tuổi mới thấy được cây mía cao như vậy. Mình chăm sóc cây mía này có khó không ông? Cũng không khó gì, có vô chân nó sợ nó ngã, vậy lúc mới nhỏ lên nó vô chân rồi nó cứng lên luôn vậy thôi, nó lên thẳng luôn rồi. Theo ông dự đoán thì cây mía này có còn cao nữa không ông? Theo dự đoán không có cây dừa cả này nó còn lên cao nữa. Điểm đặc biệt là dù ở trong mát, bên cạnh cây dừa nhưng cây mía này không bị sâu bệnh xâm nhiễm. Trong khi đó, mía măng mọc lên khoảng 5 đến 6 tấc là bị sâu đục thân hay bị thối đọt lụng chết. Và sau khi xem những cái hình ảnh kỳ thú vừa rồi thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim có những suy nghĩ gì ạ? Dạ. Thưa bà con, thì cây dừa hai ngọn và trước đây thì cũng gặp một số nơi có cây dừa cho tới 7 ngọn nha. Thì nhiều nhà khoa học cũng chỉ đưa ra cái giả thuyết thôi, chứ còn cũng chưa có ai chứng minh là nó đúng hay không đúng, là nghĩ rằng cái cây dừa trồng nó bị một cái cú sét đánh nào đó mà nó làm tách cái đỉnh sinh trưởng ra làm hai hoặc làm ba, làm bốn gì đó, thì cứ hãy đỉnh sinh trưởng tách ra một miếng thì nó mọc lên thành ra một cái ngọn nha. Thì đó là chỉ là giả thiết thôi. Còn riêng cái cây mía này đó thì tôi cũng rất ấn tượng. Thì đây có thể đây là một cá thể mía bị được đột biến để trở thành ra cái cây mía mà nó cứ mọc hoài thôi. Thì tôi đề nghị anh Hoàng là như thế này: thôi bây giờ nó mọc vậy rồi, anh chụp hình rồi đi, xong rồi anh đốn xuống, anh chặt khúc ra, làm hôm, anh nhân ra. Mà nếu mà nó là đột biến như vậy thì những cây mía con sau này nó cũng sẽ cao. Và như vậy thì chúng ta sẽ có được cái giống mía mới cao hơn, khả năng có cho năng suất cao hơn. Thì đó là số ý kiến của anh. Xin kính chào. Anh Hoàng thân mến, thì có một sự trùng hợp rất là lý thú, bởi vì chính tôi cũng đã trồng được cái mía gò cát này. Và tôi thì không được 14 tháng như trường hợp mía nhà của anh, tức là 12 tháng. Tại vì nó có một cái ấn tượng như thế này: cái có một cô em rất là thích mía, nhưng mà là cứ ngày 2 tháng 9 cổ làm ở Sài Gòn cổ mới về. Tôi chừa cái mía này thì đúng là 12 tháng mía nó cao, nhưng mà cao không có được như của mía nhà của anh. Và như vậy thì khoảng đó là bắt đầu cái ruột bên trong thường là nó bị bọng và đốm, nếu không thì ở phía trên bắt đầu nó nhặt mắt rồi. Do đó mà đúng là trường hợp cây mía của anh rất là đặc biệt. Anh có thể lấy giống lại để chúng ta làm như là Phó Giáo sư nói. Đây cũng là một cơ hội rất lớn. Dạ, xin cảm ơn hai nhà khoa học đã có ý kiến về những hình ảnh kỳ thú mà chúng ta vừa xem ạ. Kính thưa bà con nông dân, và trước khi mà chúng ta sẽ đến với phần xổ số may mắn lần thứ hai, thì xin mời bà con cùng trải nghiệm với những tính năng rất là độc đáo của một loại thuốc chủng ngừa bệnh hại, đó là Chubica. Chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn môi trường. Chubica chủng ngừa bệnh hại, đem nếp hạt, đào ôn cổ bông, khô vàng, trái bìa lá lúa. Chubica chủng ngừa bệnh hại. Tân Thành cùng nhà nông chinh phục năng suất. Kính thưa bà con nông dân, cũng như nhiều bà con tham gia chương trình Sức mạnh sinh học thì cũng rất là nôn nóng muốn biết là lần xổ số thứ hai này sẽ thuộc về ai. Xin kết quả sẽ có ngay sau đây. Xin được chúc mừng nông dân Thạch Úc ở Trà Vinh với số điện thoại là 01286224189. Và xin được công bố lại hai nông dân đã được nhận quà tặng từ tiết mục xổ số may mắn. Đó là nông dân Phan Hữu Trọng
ở Cái Bè Tiền Giang và nông dân Thạch Úc ở Trà Vinh. Và với tiết mục câu hỏi tình huống qua ảnh là ba nông dân sau đây được nhận quà tặng của chương trình. Xin được chúc mừng nông dân Nguyễn Cẩm Bình ở huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang, nông dân Nguyễn Thanh và xin lỗi nông dân Nguyễn Anh Tùng ở Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ và nông dân Phạm Văn Đương ở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Còn đối với câu hỏi hay của chương trình thì thuộc về nông dân Nguyễn Hoàng Khang ở Cái Bè Tiền Giang và nông dân Trần Văn Sơn ở Cái Sách Sóc Trăng. Xin mời MC Ngọc Hương tiếp tục nội dung chương trình. Xin cảm ơn chị Thanh Tuyền ạ. Kính thưa bà con nông dân, đến đây thì chương trình tọa đàm trực tiếp Sức Mạnh Sinh Học kỳ thứ 49 xin được khép lại, và chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 13 giờ 10 phút trưa mai thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2015. Mời bà con đón theo dõi, hoặc bà con có thể theo dõi lúc nào cũng được ở website của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng với địa chỉ là thst.vn. Xin thông báo với bà con là chương trình Sức Mạnh Sinh Học kỳ thứ 50 sẽ có chủ đề là Phát triển bộ rễ lúa, được truyền hình trực tiếp vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2015. Mời bà con đón theo dõi và tham gia giao lưu cùng với chương trình. Đến đây thì xin một lần nữa rất cảm ơn hai nhà khoa học là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim và Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân đã nhiệt tình tư vấn cho bà con trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn chú Diên và chú Nhật đã đến tham gia cùng với chương trình. Rất cảm ơn bà con và quý khán giả đã tham gia giao lưu và theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.